Sân bay Bangkok nhộn nhịp trong ngày đầu mở cửa đón khách quốc tế. Bangkok đang đón làn sóng du khách quốc tế đầu tiên sau 18 tháng, với hàng trăm khách nước ngoài đã được tiêm phòng dự kiến đến với thủ đô của Thái Lan trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11. Để phục hồi ngành du lịch đã bị đại dịch Covid-19 tàn phá, Thái Lan chính thức mở cửa đón khách quốc tế từ hôm nay, mùng 1 tháng 11, chấp nhận du khách từ hơn 60 quốc gia bao gồm các thị trường nguồn lớn nhất thế giới như Mỹ và Trung Quốc. Một trong những vị khách đầu tiên đến Thái Lan sáng nay, ông Simon He người Đức cho biết ông và các bạn sẽ tới các hòn đảo ấm áp ở phía nam Thái Lan, trong khi thời tiết tại châu Âu hiện đã khá lạnh. Còn bà Carlotta Tathiji, người Đức cùng chồng sẽ ghé thăm Bangkok và hòn đảo du lịch Cô Tao vì đồ ăn ở đó rất ngon. Nhiều món ăn chưa bao giờ được nếm thử. Một du khách đến từ Pháp, bà Magazit Zé Anson cho biết trước chuyến bay, bà cần phải đăng ký giấy phép nhập cảnh, que, mua bảo hiểm, đặt phòng khách sạn. Chúng tôi chỉ phải ở trong khách sạn một đêm, điều này thuận tiện hơn nhiều so với trước đây. Ban đầu là 14 đêm, sau đó là 7 đêm rồi chỉ còn một đêm, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho những ai muốn đến Thái Lan. Theo chương trình mở cửa mới, khách đến Thái Lan sẽ phải ở trong khách sạn đêm đầu tiên để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, sau đó họ sẽ được tự do đi lại khắp Thái Lan nếu không mắc COVID-19. Hiện nay khoảng 42% trong số 72 triệu dân số Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ. Thái Lan đã thử nghiệm việc đón khách quốc tế từ tháng 7 với mô hình Phuket Sandbox, tuy nhiên lượng khách ở đây cũng không đạt được như mong đợi ngành du lịch Thái Lan đang cố gắng khai thác nguồn khách dồi dào đi tránh mùa đông lạnh giá từ các quốc gia ở Bắc Bán Cầu. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Thái Lan dự đoán nước này sẽ chỉ đón khoảng 180.000 lượt khách quốc tế trong năm nay và 7 triệu lượt vào năm sau, so với khoảng 40 triệu lượt vào năm 2019.